Theo Thánh Gioan, từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông minh chứng về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: đây là đấng tôi tiên báo, Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môi-se, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giê-su Ki-tô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mặc khải cho chúng ta. Thank you.
là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời vinh quang. Này con là đá, cho con sướng hùng sa tan vây vùng không làm thuyền ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấm sinh lực và ban cho người nơi đây hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện để trong lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tăng tum epo saramento veremos en noi et antiquum documentum novos edaritui. Restet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitue, laus es jubilatio. Salus ono vetus domque, sit et benedictio. Procedenti ab utumque, compassit laudatio. Chúa đã ban ban bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích quyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sắng sùng kính mầu nhiệm mình mau thánh Chúa. Cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sống hằng trị đời đời. Amen. Thank you.
Tôi là Giuse Nguyễn Văn Cao Trí. Tôi là Philippe Đặng Hoàng Thanh. Tôi là Phaolô Võ Tấn Lợi. Tôi là Eusebio Trần Quang Khải. Tôi là Simon Quỳnh Thanh Liêm. Tôi là Matthew Lê Duy. Tôi là Joan Bautista Trần Cao Khải. Tôi là Philippe Nguyễn Trung Lâm. Tôi là Phêrô Hồ Văn Quý. Tôi là Phêrô Nguyễn Văn Quân. Tôi là Lorenzo Lê Anh Duy. Tôi là Paulo Nguyễn Thanh Trà. Tôi xưng mọi điều và từng điều trong kinh tin kính, nghĩa là tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất là Chúa toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Vì chúng ta, người chịu đóng đinh vào thập giá dưới thời Phôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại đúng như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hậu Chúa Cha, và người sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, người là Chúa và là đấng ban sự sống, người phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin kính một hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa duy nhất để tha tội. Tôi đợi trong ngày kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Tôi cũng tin vững vàng mọi chân lý trong lời Chúa được viết ra hay truyền đạt, mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát dạy phải tin như là do Thiên Chúa mặc khải. Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi chân lý và từng chân lý liên quan tới giáo lý về đức tin, về phong hóa mà giáo hội đã truyền dạy cách dứt khoát. Cũng vậy, với lòng dân phục kính tôn của ý chí và trí khôn, tôi gắn bó với những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục Đoàn đưa ra khi các ngài thi hành vững quyền đích thực, cho dù không có ý công bố những giáo lý ấy bằng một hành vi dứt khoát. Amen. Tôi là Phaolô Nguyễn Thanh Trà. Tôi là Lorenzo Lê Anh Duy. Tôi là Phêrô Nguyễn Văn Quân. Tôi là Phêrô Hồ Văn Quý. Tôi là Philippe Nguyễn Trung Lâm. Tôi là Joan Bautista Trần Cao Khải. Tôi là Matthew Lê Duy. Tôi là Simon Quỳnh Thanh Liêm. Tôi là Eusebio Trần Quang Khải. Tôi là Phaolô Võ Tấn Lợi. Tôi là Philippe Đặng Hoàng Thanh. Tôi là Giuse Nguyễn Văn Cao Trí. Sau khi đã để đơn lên Đức Giám Mục
Sau khi đã thận trọng cân nhắc trước mặt Thiên Chúa, tôi tuyên thệ và xác nhận những điều sau đây. Tiên, tôi xin lấy lời thề chứng thực rằng khi chịu chức thánh này, tôi hành động không vì bị ép buộc hay cưỡng bách, cũng không vì bị ảnh hưởng lo sợ nào, nhưng tôi hoàn toàn ao ước chức ấy, và tôi tự do đầy đủ ước muốn như vậy, vì tôi thành thực thâm tín rằng tôi đã được Chúa thật sự kêu gọi tôi. Tôi xin quả quyết và đầy đủ những nhiệm vụ và bổn phận do chức thánh này đòi buộc. Tôi muốn đảm đương những bổn phận và nhiệm vụ ấy một cách tự do, và nhờ ơn Chúa giúp đỡ, tôi quyết chí tuân giữ hết sức cẩn thận suốt cả đời tôi. Đặc biệt, tôi tuyên bố nhận biết rõ ràng lực độc thân bao gồm những gì, và tôi vững vàng quyết định thực hiện lực ấy cách vui lòng. Và nhờ ơn Chúa giúp đỡ, tôi xin tuân theo trọn vẹn cho đến chết. Sau hết, tôi thành thật thề hứa luôn luôn tuân phục cùng thành tâm tôn kính tất cả những gì mà bề trên tôi sẽ truyền dạy tôi, cũng như tất cả những gì mà kỷ luật giáo hội đòi hỏi. Tôi cũng hứa làm gương tốt về một đời sống đức hạnh trong hành động cũng như trong lời nói của tôi, để khi đã được chấp nhận lên một chức vụ cao trọng như thế, thì tôi cũng đáng được tiếp nhận phần thưởng của chức vụ ấy bên cạnh tòa Chúa. Tôi ước muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế, nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi. Tôi ước muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế, nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi. Tôi ước muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế, nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi. Tôi muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế, nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi. Tôi ước muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế, nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi. Tôi ước muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế, nguyện xin Thiên Chúa và sách phúc âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi.
Tôi ước muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế. Nguyện xin Thiên Chúa và sách Phúc Âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi. Tôi ước muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế. Nguyện xin Thiên Chúa và sách Phúc Âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi. Tôi ước muốn như thế, tôi xin hứa như thế, tôi xin thề như thế. Nguyện xin Thiên Chúa và sách Phúc Âm mà tay tôi chạm đến trợ giúp tôi.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sang lang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dây vô các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ngôi dây vô chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nàng chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh giới thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa con trong cây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đăng lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phước đời đời. Vì Chúa là đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai đăng. Amen. Lạy Chúa con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Thân Mẫu, chúng con kính chào Mẹ là đấng đã sinh ra đấng vua cai trị trời đấng muôn đời.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày theo lịch phụng vụ Công giáo, chúng ta mừng lễ trọng thể kính mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Hôm nay cũng là ngày cầu cho thế giới hòa bình. Và đặc biệt trong thánh lễ này, chúng ta cùng nhau tham dự nghi thức ban chức phó tế cho 12 thầy thuộc giáo phận Vĩnh Long của chúng ta. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa cho hòa bình thế giới này được thiết lập trong một cái trật tự nào đó, để cho con người chúng ta khỏi phải bận tâm. Và nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa ban ơn để giúp cho các phó tế giáo phận của chúng ta được trung thành với ơn gọi của mình. Đồng thời chúng ta cũng không quên, trong thời gian này, trong một năm đã qua, dịch bệnh Covid-19 đã hoành hành trong đất nước của chúng ta và trên toàn thế giới. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa làm thế nào ban ơn giúp sức cho các bác sĩ y tế, cho những người có trách nhiệm khám phá ra những cái loại thuốc để trừ bệnh và chữa bệnh, để tất cả mọi sinh hoạt, mục vụ và xã hội trở lại bình thường. Trong tinh thần này, giờ đây chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì đây tôi xin Đức bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ đấng cứu thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dạy bảo các thừa tác viên hội thánh Chúa đừng ham muốn được phục vụ, nhưng phải phục vụ anh em. Chúng con này xin Chúa cho họ được cần mẫn trong hành động, bền tâm cầu nguyện và hiện từ thi hành chức vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách dân số. Chúa phán cùng Mô-xê rằng: Hãy nói với A-a-rôn và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel. Hãy nói với chúng thế này: Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cái Israel, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Thiên Chúa son thương và ban phúc lành cho chúng con. Xin chiêu dài trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biên đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hà đường biên rõ ơn Ngài cứu độ. Xin Thiên Chúa son thương và ban phúc lành cho chúng con. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nương địa cầu. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa. Hên thầy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con và cho khâm cùng bờ cõi trai đấng kinh sợ Ngài. Xin Thiên Chúa son thương và ban phúc lành cho chúng con. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày người ta khinh miệt các bà quá trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo việc cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Tê-pha-nô, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Philippe, Broco, Nicano, Timon, Bạc-mê-na và Nicola, quê ở Antiochia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều.
Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Thuở xưa nhiều lần nhiều cân, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông. Nhưng đến thời sau hên, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi Người Con. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các mục tử hối hả tới thành Bê-lem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cọ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đến đây là nghi thức phong chức phó tế. Nghi thức phong chức sẽ được mở đầu bằng nghi thức tuyển chọn. Xin mời các thầy sắp
Thụ Phong phó tế tiến lên. Thầy Matthew Lê Duy, thầy John Bautista Trần Cao Khải, thầy Simon Quỳnh Thanh Liêm, thầy Philip Thê Nguyễn Trung Lâm, thầy Eusebio Trần Quang Khải, thầy Phêrô Hồ Văn Quý, thầy Phaolô Võ Tấn Lợi, thầy Phêrô Nguyễn Văn Quân, thầy Philip Phê Đặng Hoàng Thanh, thầy Lorenzo Lê Anh Duy, thầy Du Xe Nguyễn Văn Cao Trí, thầy Phaolô Nguyễn Thanh Trà. Kính thưa Cha, Hội Thánh Mẹ chúng ta xin Cha phong chức phó tế cho những anh em này. Cha biết những thầy này có xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý kiến của những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những thầy này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức phó tế. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, vì những người này con cái chúng tôi và là thân nhân bạn hữu của anh chị em sắp được nhắc lên chức phó tế, xin anh chị em chú ý nhận định chức vụ các thầy nhận đây là quan trọng thế nào. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần thêm sức, các thầy sẽ giúp Đức Giám Mục và hàng linh mục của Ngài, đồng thời chứng tỏ mình là tôi tớ mọi người trong chức vụ rao giảng lời Chúa, phụ tá nơi bàn thờ và thực thi bác ái. Các thầy sẽ giúp việc bàn thờ, loan báo phúc âm, chuẩn bị lễ tế, trao mình và máu Thánh Chúa cho giáo dân. Ngoài ra, theo lệnh Đức Giám Mục, các thầy sẽ khuyên bảo lương dân cũng như giáo dân, dạy giáo lý, chủ tọa giờ đọc kinh, ban phép rửa tội, chứng kiến và chúc lành, phép hồi phối, đem của ăn đàn cho kẻ hấp hối và chủ tọa nghi lễ an táng. Nhờ việc đặt tay do các tông đồ truyền lại, các thầy được hiến thánh và liên kết chặt chẽ hơn với bàn thờ, sẽ nhân danh Đức Giám Mục hay linh mục bổn sở chu toàn chức vụ bác ái. Nhờ ơn Chúa giúp các thầy làm mọi công việc ấy để anh chị em nhận thấy các thầy quả là môn đệ của đấng không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ. Các con thân mến, các con sắp lên chức phó tế, Chúa đã nêu gương để các con làm theo như Ngài đã làm. Vậy phó tế là những phụ tá của Chúa Giêsu Kitô đứng ở giữa các môn đệ như kẻ giúp việc.
Các con hãy hết lòng làm theo thánh ý Chúa trong tình bác ái, là như các con vui lòng phụng sự Chúa thế nào thì cũng phục vụ người ta thế ấy. Vì không ai có thể làm tôi hai chủ, nên các con hãy coi mọi đam mê xác thịt và tiền tài là ách nô lệ tà thần. Các con phải như những vị ngày xưa được các tông đồ tuyển chọn vào chức vụ bác ái, là những người có tiếng tốt, đầy Chúa Thánh Thần và đầy khôn ngoan. Các con đã được thấm nhuần và vững chắc trong đức tin, thì các con phải ăn ở thanh sạch, đừng làm điều gì đáng trách trước mặt Chúa và người đời. Phải trở nên những phụ tá của Chúa Kitô và như những kẻ ban phát các mầu nhiệm Thiên Chúa. Các con đừng để mất tin cậy vào phúc âm, vì các con không phải chỉ là các người nghe suông, mà là thừa tác viên của phúc âm, đã mang mầu nhiệm đức tin theo lương tâm ngay thẳng. Nên việc gì các con rao giảng bằng miệng, các con phải minh chứng bằng việc làm, để giáo dân được Chúa Thánh Thần ban sự sống, trở nên của lễ tinh tuyền đẹp lòng Chúa. Và khi tới ngày thế mạc, các con ra nghênh đón Chúa, được nghe Ngài phán: hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào chung vui với Chúa con. Lời tuyên hứa của các tiến chức. Chúng con thân mến, chúng con muốn tự do tiến lên chức phó tế. Chúng con sẽ thi hành chức vụ của chúng con trong đời sống độc thân, vì chưng đó là dấu chỉ và động lực của đức bác ái trong công tác mục vụ, đồng thời cũng là nguồn phát sinh hiệu quả phong phú đặc biệt nơi trần gian. Được tình yêu chân thành đối với Chúa Kitô thúc đẩy và hoàn thành sốt sắng trong tình trạng ấy, chúng con được thánh hiến cho Chúa Kitô cách mới mẻ và tuyệt hảo. Chúng con sẽ một lòng liên kết với người cách dễ dàng hơn. Vì thế, nhờ cách ăn ở và đời sống, chúng con sẽ tỏ cho anh chị em biết phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, phải phụng sự Chúa trên hết mọi người và trong mọi người. Bởi vậy, trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, để chứng tỏ tâm hồn chúng con đã tận hiến cho Chúa Kitô, chúng con có muốn trọn đời giữ luật độc thân vì nước trời trong việc phụng sự Thiên Chúa và nhân loại hay không? Xin Chúa cho chúng con được trung kiên trong quyết định thánh thiện này. Amen. Chúng con thân mến, trước khi lên chức phó tế, chúng con phải tuyên bố trước mặt giáo dân sự quyết định của chúng con liên quan đến chức vụ sẽ lãnh nhận. Chúng con có muốn được thánh hiến do việc đặt tay của Cha và ơn Chúa Thánh Thần để phục vụ Hội Thánh không? Chúng con có muốn gìn giữ mầu nhiệm đức tin
trong lương tâm ngay thẳng như lời Thánh Tông Đồ đã dạy, và rao giảng đức tin đúng phúc âm và truyền thống của Hội Thánh bằng lời nói và việc làm không? Chúng con có muốn gìn giữ và gia tăng tình tinh thần cầu nguyện phù hợp với cách sống của chúng con, và trong tinh thần ấy chúng con có muốn trung thành chu toàn phụng vụ giờ kinh tùy theo chức phận của chúng con thay mặt Hội Thánh và toàn thể thế giới không? Chúng con sẽ chạm đến mình và máu Chúa Kitô trên bàn thờ. Vậy chúng con có muốn luôn luôn thích ứng đời sống chúng con theo gương người không? Lời hứa dân phục của từng vị tiến chức. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con.
con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con. Kinh cầu các thánh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng lấy lòng nhân từ đổ tràn ân phúc trên các tôi tớ Chúa đây, là những kẻ Chúa đoái thương nâng lên chức thánh chức phó tế. Mời cộng đoàn quỳ, quý cha đồng tế đứng, các tiến chức phụ phục. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Thánh Mikael cầu cho chúng con. Các thánh thiên thần của Thiên Chúa cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tẩy Giả cầu cho chúng con. Thánh Giuse cầu cho chúng con. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cầu cho chúng con. Thánh Andrê cầu cho chúng con. Thánh Gioan cầu cho chúng con. Thánh nữ Maria Magdalena cầu cho chúng con. Thánh Tê-pha-nô cầu cho chúng con. Thánh Ignacio thành Antiochia cầu cho chúng con. Thánh Lorenzo cầu cho chúng con. Thánh nữ Bê-tua và Felicita cầu cho chúng con. Thánh nữ Anne cầu cho chúng con. Thánh Gregorio cầu cho chúng con. Thánh Augustino cầu cho chúng con. Thánh Athanasio cầu cho chúng con. Thánh Basilio cầu cho chúng con. Thánh Martino cầu cho chúng con. Thánh Benedict cầu cho chúng con. Thánh Francisco và Dominico cầu cho chúng con. Thánh Francisco Xavier cầu cho chúng con. Thánh Gioan Maria Vianney cầu cho chúng con.
thánh nữ Catarina thành Siena. Cầu cho chúng con. Thánh nữ Teresa thành Avila. Cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Cầu cho chúng con. Xin Chúa tỏa lòng khoan dung. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi phạm tội lỗi. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa cứu chữa chúng con vì mầu nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con vì Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con vì Chúa ban thánh thần xuống. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương gìn giữ Đức Thánh Cha, các phẩm cùng các phẩm trật hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phục vụ Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho các tiên chức này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương chúc lành thân qua các tiên chức này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúc lành thanh hoa và thanh hiên các tiên chức này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhậm lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin khoan hầu nhận lời cầu nguyện, để những gì chúng con có nhiệm vụ thi hành được Chúa nhân từ giúp đỡ. Xin Chúa ban ơn thánh hoa những người mà chúng con xét là đáng hiến dâng để thi hành chức vụ thánh, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Nghi thức đặt tay.
Lời nguyện phong chức, xin mời cộng đoàn đứng, các tiến chức quỳ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa lắng nghe chúng con. Chúa ban phát danh dự, phân chia phẩm chức và phân phối các nhiệm vụ. Chúa không hề thay đổi mà vẫn canh tân vạn vật. Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là lời nói, quyền năng và thương trí của Chúa mà sắp đặt mọi sự. Chúa cũng an bài và chuẩn bị tất cả từ trước muôn đời và ban bố hợp thời đúng lúc. Hội thánh và nhiệm thế của Đức Giêsu được phân biệt bởi nhiều thứ ơn thiêng và liên kết bởi nhiều chi thể khác nhau do một quy tắc kỳ diệu thống nhất mọi thành phần. Chúa cũng ban cho thân thể ấy lớn lên và mở mang để nên đền thờ rộng lớn của Chúa. Khi thiết lập chức vụ thánh với ba cấp thừa hành để chiến đấu cho danh Chúa, thì Chúa đã chọn con cháu Lê-vi để chu toàn chức vụ nơi đền thờ và muôn đời được thừa hưởng ơn phúc. Cũng vậy, hồi thánh sơ khai, các tông đồ của con Chúa được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã chọn bảy người có tiếng tốt giúp đỡ các ngài trong công vụ thường ngày. Ngõ hầu các ngài có thể để tâm hơn mà cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. Các ngài đã cầu nguyện và đặt tay lên đầu các người được chọn ấy, giao phó việc giúp bàn. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa nhân hầu cũng nhìn đến các tôi tớ Chúa ở đây mà chúng con khiêm tốn phong lên chức vụ pho tê giúp việc bàn thánh. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy để nhờ người các thầy được bãi ơn Chúa thêm sức sẽ trung thành chu toàn chức vụ. Xin cho các thầy được tràn đầy mọi nhân đức, yêu mến chân thành, ân cần săn sóc bệnh nhân và người nghèo khổ, khiêm tốn thi hành quyền binh, sống đời trong sạch và tuân giữ kỷ luật sống thiêng liêng. Xin cho nếp sống các thầy chiêu giải luật Chúa để nêu gương khiết tịnh cho dân thanh, và để khi nêu bằng chứng lương tâm tốt lành thì các thầy được kiên trì vững mạnh trong Chúa Kitô, cũng như khi ở dưới thế noi gương con Chúa là đấng không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ, thì các thầy cũng đáng được cùng người thống trị trên trời. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. Từng chức mặc phẩm phục mới.
Các thân chức lãnh nhận sách phúc âm và hôn bình an. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh nhận quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh nhận quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.
con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Con hãy nhận lấy phúc âm Chúa Kitô mà con vừa lãnh quyền rao giảng. Vậy con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Nghi lễ phong chức phó tế đến đây đã kết thúc. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất. Chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúng tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất. Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức thập toàn. Ngày hôm nay mừng lễ Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã khai mào. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn ấy hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thân là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc
thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ trọng kính Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thù thai con một Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đơn ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa qua những của lễ này để trở nên cho chúng con và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu trao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhang và phụng sự Chúa, con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Phêrô chúng con. Xin Chúa cũng nhớ đến những người con này của Chúa là những thừa tác viên mà hôm nay Chúa đã muốn ban cho hội thánh, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên,
ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Giêsu Kitô vẫn có hôm qua cũng như hôm nay và đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin thân vững vàng
Chúa bây giờ đang ngự trong bi tinh thánh thể này, nên lòng con kính mến Chúa trên hết mọi sự. Ơ Chúa, con ước ao chi thiên cho đường rương Chúa ngự vào lòng con bây giờ. Song chẳng đường thì ít nữa là con xin đường rương Chúa cách thiêng liêng. Ơ Chúa, này linh hồn con mở ra đa sẵn, cùng giơ tay mà ấm lấy Chúa ngự vào lòng con. Chẳng khác chi con đường rước Chúa thần trong phép thánh thể, con quyên hiệp làm một cùng Chúa cánh bền chẳng vững vàng. Cùng xin Chúa chớ để con khi nào phải lìa cánh Chúa bao giờ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc nước trời và hãnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thánh Tử Giêsu và là mẹ Giáo Hội. Xin cho yên tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời Đức Cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây quý tân chức xin được có đôi lời cảm tạ.
kính Đức Cha Phêrô, trọng kính Đức ông Bạc Na Bê, quý cha giáo, quý cha đồng tế, quý dì, quý anh em tiểu chúng sinh và toàn thể cộng đoàn. Trước tiên, chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì giữa hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh, Chúa vẫn an bài, sắp xếp để chúng con được lãnh nhận thánh chức phó tế hôm nay. Giây phút này đây, 12 anh em chúng con chung một niềm vui, chung một tâm tình để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho chúng con. Chúa đã yêu thương, chọn chúng con qua tay Đức Giám Mục mà trao ban thánh chức phó tế cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân cao quý này. Kính thưa Đức Cha Phêrô, hành trình ơn gọi của anh em chúng con chưa bao giờ thiếu vắng tình thương của Đức Cha. Người mục tử đã yêu thương, hướng dẫn và dìu dắt anh em chúng con trong suốt hành trình trở nên môn đệ Chúa Kitô. Mỗi năm học, Đức Cha luôn dành thời gian đến chủng viện để gặp gỡ và ban huấn từ cho chúng con. Chúng con xin gửi đến Đức Cha tâm tình yêu mến và lòng biết ơn sâu sắc. Nguyện xin Chúa ban cho Đức Cha nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an trong sứ vụ săn sóc đoàn chiên Chúa. Kính xin Đức Cha tiếp tục yêu thương, hướng dẫn và cầu nguyện cho chúng con, để anh em chúng con lớn lên trong ân sủng của thánh chức mỗi ngày. Chúng con cũng xin được bày tỏ lòng tri ân với Đức ông Tổng đại diện, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo đại chủng viện thánh quý, quý cha tiểu chủng viện thánh minh, chính sự dạy dỗ, cầu nguyện và nâng đỡ về mặt tinh thần lẫn vật chất. Quý cha đã giúp anh em chúng con từng bước tiến lên trong hành trình ơn gọi. Chúng con xin ghi khắc những hy sinh mà quý cha dành cho anh em chúng con. Xin quý cha tiếp tục hướng dẫn và chỉ dạy anh em chúng con trên bước đường mới này. Chúng con cũng chân thành cảm ơn quý cha sở họ Đạo Nhà, quý cha sở nơi chúng con được gửi đến để sống một năm thử và năm mục vụ. Với tình yêu thương, quý cha đã hướng dẫn, nâng đỡ và chia sẻ cho chúng con những kinh nghiệm mục vụ thật quý báu. Quý cha còn tạo điều kiện giúp chúng con học hỏi những điều bổ ích từ môi trường họ Đạo, để chúng con chuẩn bị hành trang mục vụ trong tương lai. Mặc dù không thể hiện diện trong thánh lễ hôm nay, quý cha vẫn đồng hành thiêng liêng qua lời cầu nguyện thật nhiều cho anh em chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân các ngài. Lúc này đây, chúng con nhớ đến ông bà cha mẹ, thân nhân, ân nhân đã dành những hy sinh và cầu nguyện rất nhiều cho chúng con trong suốt hành trình ơn gọi. Chúng con có ngày hôm nay do biết bao công sức và hy sinh thầm lặng của cha mẹ, anh chị em, quý thân nhân, ân nhân giúp chúng con cách này cách khác. Xin Chúa luôn gìn giữ và ban nhiều hồng ân trên ông bà cha mẹ, những người thân yêu và thân nhân của chúng con. Chúng con xin cảm ơn cách đặc biệt đến quý cha tiểu chủng viện thánh minh và quý anh em tiểu chủng sinh, quý dì và những cá nhân có liên quan đã hết lòng lo lắng cho chúng con để có được thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi dứt lời, chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha Phêrô, Đức ông Bạc Na Bê, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh em chủng sinh, quý cha mẹ, thân nhân, ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Xin thương tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn và nâng đỡ anh em chúng con để có thể chu toàn thánh chức mà chúng con vừa được lãnh nhận. Chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân. Xin kính mời cộng đoàn đứng lãnh nhận phép lành từ Đức Giám Mục. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là đấng đã kêu gọi các con để phục vụ con người trong hội thánh, ban cho các con đầy lòng nhiệt thành đối với mọi người, nhất là đối với những ai đau khổ và đói nghèo. Amen. Chính Người đã ban cho các con nhiệm vụ rao giảng phúc âm Đức Kitô. Xin Người phù trợ các con để khi sống theo lời Người, các con là những chứng nhân chân thành và nhiệt tình của Người. Amen. Người đã làm cho các con trở nên những người ban phát các mầu nhiệm của Người. Xin Người giúp các con noi gương con của Người là Đức Giêsu Kitô mà phục vụ sự hiệp nhất và bình an trên thế giới. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Kính mời Đức Cha, quý cha chụp hình lưu niệm với các tân chức.